thấy em gái bỏ ra nước ngoài sau khi Trường Giang bị tố vụng trộm với nam em. Không thể tin chị và em gái Nhã Phương lại phản ứng thế này. Trong khi nhiều sao Việt lên tiếng về chuyện Trường Giang thả thính nam em, thì chị và em gái của Nhã Phương vẫn vui vẻ ở Hàn Quốc. Từ khi biết Nhã Phương quen và yêu Trường Giang, gia đình của nữ diễn viên luôn ủng hộ. Thậm chí thời điểm có tin đồn Nhã Phương chả nhẫn khi được Trường Giang cầu hôn, thì chị gái của nữ diễn viên cũng đã lên tiếng phủ nhận. Không nhận thế, chị gái của Nhã Phương là Bích Trâm còn ủng hộ việc cầu hôn của Trường Giang, đồng thời chúc phúc cho em gái. Vài ngày vừa qua, Trường Giang bị nhiều sao Việt chỉ trích vì cho rằng anh là kẻ lăng nhăng khi thả thính với nam em trong thời gian mối quan hệ giữa nam danh hài và Nhã Phương có vấn đề. Thậm chí nhiều sao Việt còn lên tiếng thương cảm thay cho Nhã Phương. Trước vụ việc này, chị và em gái của Nhã Phương không lên tiếng động viên nữ diễn viên hay chia sẻ về Trường Giang. Mới đây, chị và em gái của Nhã Phương còn khoe ảnh vui vẻ đi du lịch ở Hàn Quốc. Chị và em gái Nhã Phương không bình luận về scandal của em rể tương lai. Hiện chị và em gái Nhã Phương đang ở Hàn Quốc. Yêu Trường Giang 30 ngày mà lên cơn đập phá đòi tự tử, nam em có đang rối loạn tâm lý? Ít ai biết rằng khoảng thời gian yêu Trường Giang tuy có ngắn ngủi, nhưng nam em đã phải chịu đựng đau khổ đến mức tuyên bố có thể tự tử vì người tình. Thừa nhận yêu Trường Giang và từng trải qua cảm giác đau khổ như muốn chết đi khi nam danh hài trở về bên người yêu Nhã Phương, nam em đã gây nên chấn động mạnh trong làng giải trí Việt. Chưa bao giờ lại có một người đẹp đình đám lại công khai chuyện tình tay ba của mình một cách tường tận và chi tiết như nam em. Mặc kệ những lời chỉ trích, bỏ qua những tiếng thở dài dèm pha, nam em vẫn bình tĩnh cười trong sự xót xa và thương cho số phận của mình. Nam em chua chát kể về cái ngày cô biết tin Trường Giang bỏ rơi mình để quay về thành phố Hồ Chí Minh và cầu hôn Nhã Phương ngay trong lễ trao giải Mai Vàng. Nam em nói, lúc tôi nhận ra rằng anh Giang sẽ bỏ mình để quay về với chị Nhã Phương, tôi đau đớn lắm. Khi yêu quá nhiều mình sẽ có cảm giác chiếm hữu. Chuyện của chúng tôi kết thúc khi hai đứa đi Đà Nẵng. Lần này vẫn là đi uống rượu với nhau. Thời điểm này tôi lên cơn, tăng động lên, tôi khóc lóc và đau đớn dằn vặt. Tôi cố tình làm xấu hình ảnh của mình để anh Giang bỏ tôi. Tôi toan nhảy lầu tự tử, nhưng nhờ có nhân viên nhà hàng ngăn lại nên tôi không thể nhảy được. Nam em nói thêm, cô yêu Trường Giang sâu đậm dù chỉ mới hẹn hò một tháng, vì Trường Giang có thể chết, có thể hy sinh thân mình. Sau khi cái lần tự tử thất bại đó, nam em lại tiếp tục muốn quay lại với Trường Giang. Điều đáng nói là không chỉ riêng nam em, mà đến cả Trường Giang cũng phân vân là có nên níu kéo mối quan hệ này không. Tôi còn nhớ lúc đấy là 4 giờ sáng rồi mà Trường Giang vẫn nhắn tin bảo tôi, nam em à, anh cũng có trái tim đó, thời điểm này tôi đã quá thương anh ấy. Khi mình yêu thực sự, mình sẽ hy sinh tất cả để người mình yêu được hạnh phúc. Mặc dù kể liền mạch một tiếng đồng hồ về chuyện tình vỏn vẹn 30 ngày với Trường Giang, nhưng nam em cũng khiến khán giả đôi khi khó hiểu. Bởi điệu bộ lơ ngơ, khuôn mặt thất thần, cô cũng chia sẻ về việc bản thân từng rơi vào trạng thái rối loạn tâm lý. Mỗi khi có chuyện buồn, tôi thường khóc để giải tỏa nhiều thứ. Lúc khóc, tôi hay đóng cửa một mình, đập đồ và hành hạ bản thân đến khi kiệt sức thì thôi. Tối qua tôi lại một lần đau đớn vì cảm thấy sự trống rỗng, cô đơn của mình giữa cuộc sống này. Tôi thấy cuộc đời mình không có duyên với tình yêu. Tôi rất muốn yêu và được người yêu mình bảo vệ, nhưng cuộc sống của tôi đã không có được điều đó. Tôi không biết mình bị bệnh rối loạn tâm lý lưỡng cực từ khi nào. Chỉ biết mỗi lần phát ra là đau bao tử, không ăn được thức ăn, chỉ uống nước thôi. Cứ ăn là tôi bị trào ngược lên trên, cả tuần không ăn gì được. Khoảng thời gian khó khăn của nam em khi yêu Trường Giang khiến nhiều người bất ngờ. Cô cũng chỉ trích vì Trường Giang ích kỷ, đi reo nỗi đau khắp nơi. Chưa có người đàn ông nào dám phụ với tôi nhưng Trường Giang. Có một đêm cách đây 2-3 tháng anh gọi điện cho tôi và nói, nam em à, em là người phụ nữ tốt, anh không xứng đáng với em đâu. Thế rồi anh mất tích, mất liên lạc ngay sau đó. Dám kể tường tận tình yêu, bất chấp bị ném đá là người thứ ba, nam em liệu có đang tỉnh táo hay là hành động bộc phát khi tâm lý chưa ổn định? Kỷ niệm 800 ngày yêu nhau, Trấn Thành chỉ nói một câu đã khiến Harry Won cười tít mắt. Nhân dịp đặc biệt này, Harry Won đăng tải clip vui nhộn khi cùng ông xã Trấn Thành đi ăn. Harry Won vừa chia sẻ đoạn clip ngắn, cô cùng ông xã Trấn Thành đi ăn kỷ niệm 800 ngày yêu nhau.
Khi được Harry hỏi, anh Sean, hôm nay kỷ niệm 800 ngày, có muốn gửi lời gì cho em không? Trấn Thành đã đáp lại bằng câu tiếng Hàn vô cùng thân thương. Bà xã à, anh yêu em. Câu nói ngọt ngào này khiến Harry cười tít mắt vì sung sướng. Trấn Thành và Harry Won đã có 800 ngày yêu nhau. Cặp đôi trải qua rất nhiều sóng gió từ khi chính thức công khai chuyện tình cảm. Tuy vậy, cả hai vẫn cùng nhau vượt qua và chính thức về chung một nhà bằng một đám cưới viên mãn hồi cuối tháng 12, 2017. Trấn Thành, Harry Won được coi là cặp vợ chồng hài hước nhất nhì showbiz Việt khi thường xuyên đăng tải những hình ảnh dìm hàng nhau trên mạng xã hội. Nhiều người hâm mộ đã gửi lời chúc phúc tới Trấn Thành và Harry Won nhưng kỷ niệm 800 ngày họ bên nhau. Không ngờ tình địch Mi Du cũng có ngày béo ú mặc vệ như bà mẹ hai con thế này. Từng sở hữu thân hình cò hương chỉ với 38kg, hiện tại Thúy Vi đã lên hơn 10kg trong thời gian ngắn. Ngoại hình hiện tại của hot girl người Cà Mau khiến ai cũng bất ngờ. Dù không có nhiều hoạt động nghệ thuật, song hot girl Thúy Vi vẫn nhận được nhiều sự quan tâm của cộng đồng mạng. Cô thường xuyên khoe khoang căn hộ 2 tỷ được bạn trai mua tặng hay có những phát ngôn gây sốc. Điển hình là việc xui nam em tìm Nhã Phương để đánh lộn khi cô gái này khóc lóc kể lể về chuyện phải làm người thứ ba. Mới đây Thúy Vi lại bất ngờ thông báo việc cô đã lên cân, suýt cán mốc 50kg trong một thời gian ngắn. So với trước kia, Thúy Vi đã tăng thêm hơn 10kg. Thân hình phớp pháp hơn rất nhiều, đặc biệt là chiều cao của Thúy Vi cũng hạn chế. Những hình ảnh mới được cô nàng chia sẻ trên trang cá nhân khiến ai cũng ngỡ ngàng. Nhiều người cho rằng Thúy Vi lên cân trông xinh xắn và có da có thịt hơn, nhưng đã bắt đầu có dấu hiệu hơi quá và cần chú ý để không trở nên đẩy đà quá. Ngoại hình mẫm mỉm cũng khiến Thúy Vi trông già hơn so với thời còn mình hạt xương mai. Khuôn mặt bầu bĩnh béo lên thấy rõ của Thúy Vi. Cách đây không lâu, Thúy Vi từng chia sẻ việc mình lên cân và cô rất yêu thích thân hình mẫm mỉm của mình hiện tại. Lúc ấy, Thúy Vi còn chia sẻ bí quyết của cô là ăn canh bí đỏ thịt băm và uống sữa bí đỏ. Tuy nhiên hiện tại, có vẻ cô nàng bị tăng cân quá đà. Thúy Vi tự hỏi còn đâu thời 38kg, cô nàng phải nín thở hết sức mới có thể chụp được tấm hình này. Vòng ngực ngồn ngộn của Thúy Vi khiến nhiều người đỏ mặt. Đùi bắp tay của cô nàng cũng ngân ngấn mỡ. Vòng eo của hot girl Cà Mau cũng không còn mấy thon thả như xưa. Thúy Vi từng sở hữu thân hình nhỏ nhắn như thế này. Nghệ sĩ Hoài Linh nhiều lần nói Trường Giang đào hoa trên truyền hình. Trong những dịp cộng tác chung, nghệ sĩ Hoài Linh nhiều lần nửa đùa nửa thật nói về sự đa tình của Trường Giang. Những ngày qua, Trường Giang trở thành tâm điểm của dư luận khi bị chỉ trích là nghệ sĩ lăng nhăng. Chia sẻ cùng báo chí, nam em thừa nhận đã có cuộc tình ngắn ngủi với Trường Giang khi anh và Nhã Phương vẫn đang yêu nhau. Cô còn tiết lộ chỉ vài ngày trước khi Trường Giang cầu hôn Nhã Phương trên sóng truyền hình, anh vẫn đến chúc mừng sinh nhật cô. Giữa những xôn xao, Trường Giang giữ động thái im lặng. Người trong nghề kể bên người chia danh hài xứ Quảng. Cùng thời điểm này, trên mạng xã hội có người chia sẻ lại những đoạn clip cũ của nghệ sĩ Hoài Linh khi nhận xét về Trường Giang. Rất nhiều lần, nghệ sĩ Hoài Linh đã nói về sự đào hoa của đàn em trên sóng truyền hình. Thời điểm quay Bước Nhảy Ngàn Cân năm 2016, danh hài Hoài Linh từng nói nhiều khi phim giả tình thật, Giang nổi tiếng đào hoa. Nó quay phim nào là trong phim đó phải chết một đứa. Hoài Linh nói Trường Giang đào hoa trên sóng truyền hình trong khuôn khổ show Bước Nhảy Ngàn Cân. Nghệ sĩ Hoài Linh từng tạo ra nhiều tiếng cười khi liên tục chia sẻ Trường Giang đào hoa. Anh còn dặn dò người chơi, nếu yêu chỉ yêu một người, đừng bắt chước anh Giang mỗi phim mỗi cô. Câu nói nửa đùa nửa thật của Hoài Linh từng khiến khán giả cười thích thú. Nhưng giờ đây, câu nói này khiến nhiều người tin là sự thật khi xung quanh mười khó là vô số tin đồn tình cảm. Ở một tập show khác, nghệ sĩ Hoài Linh cũng nhắc khéo hài hước Trường Giang, bây giờ em thấy em chững chạc rồi hả, anh vẫn thấy em ruốt nết như xưa. Trường Giang từng ngượng khi bị đàn anh nhận xét thẳng thắn. Tại show ca sĩ giấu mặt với sự tham gia của khách mời Hồ Quang Hiếu, Hoài Linh còn đứng dậy sửa lưng khi Trường Giang tuyên bố, đàn ông không được mê gái phải lấy sự nghiệp làm trọng, Hoài Linh nói. Anh nghe xem Giang làm được điều đó không, chứ hiện tại anh thấy Trường Giang mê gái nhiều hơn mê nghề. Trên mạng xã hội, nhiều cư dân mạng bình luận đó là những lời góp ý thẳng thắn một cách khéo léo của danh hài dành cho đàn em trong nghề. Trước kia nghe vui, giờ nghe lại mới thấy nghệ sĩ Hoài Linh luôn nhắc nhở Trường Giang về sự mê gái của anh ấy, độc giả cho biết.
Không thể im lặng thêm nữa, một đồng nghiệp tố cáo nam em nói sai sự thật, bức xúc treo status chửi thẳng mặt. Trong tâm bão scandal tình tay ba nhà Phương Trường Giang nam em, phát ngôn của Hoa Khôi đồng bằng sông Cửu Long khiến bạn chơi cùng cô Châu Ân rời cậu đây rồi bức xúc. Công khai chuyện tình cảm của mình và nam danh hài Trường Giang, nam em đang hứng chịu bão dư luận. Cô bị lên án dùng chuyện tình cảm PR sản phẩm, làm tổn thương nhà Phương, bạn gái danh chính ngôn thuận của Trường Giang. Chưa dừng ở đó, một nạn nhân gián tiếp cũng bị ảnh hưởng bởi nam em, chính là bạn chơi cùng nam em trong chương trình Ơn Rời Cậu Đây Rồi tập 12 mùa 4, nam ca sĩ Hồ Việt Trung. Ơn Rời Cậu Đây Rồi là chương trình thực tế hài, ở đó các khách mời không biết trước kịch bản mà tùy biến để xử lý các tình huống do trưởng phòng đưa ra. Tham gia Ơn Rời Cậu Đây Rồi mùa 4, nam em vào phòng của trưởng phòng Trường Giang. Cô cho biết đây là thời điểm tình yêu thăng hoa. Trả lời phỏng vấn, nam em nói, những gì khán giả thấy trong chương trình Ơn Rời Cậu Đây Rồi, nó không phải là diễn xuất, là thi, mà là một thử thách anh Giang dành cho tôi. Lúc đó tôi và anh đang ở giai đoạn thăng hoa trong tình yêu. Các phòng còn lại có các bàn bạc, có trao đổi với nhau, nhưng tôi với anh thì không. Và hôm đó những gì tôi nói trên sân khấu là cảm xúc thật của tôi gửi đến anh. Ngay sau phát ngôn đó của Hoa Khôi, nam ca sĩ Hồ Việt Trung bức xúc trên trang cá nhân. Có cái này tôi hơi bức xúc, bà nói hôm thi Ơn Rời Cậu Đây Rồi, phòng bà là tự nhiên, các phòng còn lại có bàn bạc trao đổi với nhau. Trời ơi, tôi có biết gì đâu mà nói tôi bàn bạc. Bữa đó tôi bị đơ như cây cơ, bị dập te tua không thấy hả, oan quá đi, Lâm Vĩ Dạ minh oan cho em chị ơi. Hồ Việt Trung nhận thử thách của trưởng phòng Hồng Đào. Hồ Việt Trung khi đó vào phòng của trưởng phòng Hồng Đào, nam ca sĩ không được đánh giá cao xử lý các tình huống của trưởng phòng, không tinh tế và kém hài hước. Dưới dòng trạng thái của Hồ Việt Trung, cư dân mạng đã nhiệt tình bình luận chê trách phát ngôn của nam em. Sau đó cô phải lên trang cá nhân giải thích rằng, cho phép em đính chính lại câu chuyện ở Ơn Rời, là những phòng khác thì em không biết thế nào, nhưng riêng phần của em ở trên sân khấu hoàn toàn là sự chân thật. Scandal nổ ra, clip phần thi của nam em trong chương trình Ơn Rời cũng được khán giả đào mộ và ném đá dữ dội. Hiện chỉ có nam em liên tiếp trả lời các báo, kể về thiên tình sử, trong khi đó Nhã Phương Trường Giang không hề lên tiếng về sự việc.